Bản tin y tế. Chiều ngày 19 tháng 2 năm 2021 có 15 ca mắc mới. Bệnh nhân số 2348 đến 2362 là ca ghi nhận trong nước tại Hải Dương. Trong đó 13 ca là F1 đã được cách ly trước đó, 1 ca trong khu vực phong tỏa, 1 ca phát hiện qua khám sàng lọc tại bệnh viện. Công tác điều tra dịch tễ đang được tiếp tục thực hiện. Hiện có 7 bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Chí Linh, 1 bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh và 7 bệnh nhân đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 2 Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương.